Đợi tiếp 2 triệu rưỡi, tí nữa lấy 2 triệu rưỡi tiếp. Vâng, chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ tư. Tôi lại tiếp tục có mặt tại điểm bán cua của dì Ba để cập nhật tình hình cho mọi người coi. Hôm nay thì cua của dì Ba có vẻ là vắng khách hơn so với hôm qua thứ ba. Hôm nay thì lượng khách cũng không quá đông và tình hình bán cua cũng khá là thong thả. Mọi người thì vẫn lấy số thứ tự như thường lệ. Vâng, có một chú chạy ráp cũng đi mua cua. Ủa, chú mua giùm người ta hay là mua cho chú chứ? Mua giùm người ta chứ. À, người ta đặt như thế nào chứ? Đặt qua ứng dụng á, chân là đặt mình điểm nào mua hàng đem lên cho. Nhưng mà người ta nói mình mua mấy con chứ? Để mua 2 con, báo giá cho người ta. À, 10 mấy ngàn 2 con cung gạch, con cua trực. Dạ, rồi. Vậy cái này giao về đâu chú? Giao tới Bà Điểm luôn con. À, Bà Điểm, ồ xa quá ha chú ha. À, dạ. Mấy cây. Dạ, dạ. Vâng, một người khách ở Bà Điểm Hóc Môn đã nhờ chú Grab đến mua hàng về. Vâng, nhiều người thì ở xa không đi được thì sẽ nhờ những cái người chạy Grab hoặc là xe ôm mua cua về nhà giùm. Cái này thì khá là tiện lợi cho những người bận rộn các bạn. Vâng, một bạn học sinh cũng tranh thủ lại mua cua gì ba. Bạn này đã khóa xe rất là cẩn thận. Em mua cua ở đây mấy lần rồi? Dạ, 2 lần. 2 lần hả? À, em thấy cua ở đây sao? Ngon. Ngon hả? À, em học lớp mấy rồi? Dạ, lớp 8. Lớp 8 hả? Nhà em ở đâu? Gần đây không? Dạ, em ở Trần Hưng Đạo hả? Ừ. Vâng, cua đang ra rồi các bạn. Giờ hỏi quá trời luôn gì đấy rồi. Rồi có rồi. Con sao người Hoa đến đây là mua cua. Con à. À, chút xíu nữa, anh chút xíu nữa mới có. À, anh vào đi, anh để xe. Anh ăn cua gạch hay cua thịt anh? Cua gạch. Cua gạch. Cua gạch. Dạ, dạ, dạ. Con à cho bà chị lại mãi đó họ. Chị hầu này. À thế này. Trở lại. Trở lại. Dạ. Quay lại đi. Dạ. Trở bà. Dạ, anh đang đi giao hàng. Vâng, cô này thì yếu nên không có xuống xe được. Nên mọi người sẽ ưu tiên mua cua rồi mang ra xe cho cô với lại anh này. Vâng, những ngày như thế này thì cua dì Ba khá là thưa khách. Nên nếu mà ai muốn mua cua dì Ba thì tốt nhất là nên đến vào những ngày này để dễ mua được cua hơn. Tại vì những cái ngày như thứ bảy hay chủ nhật hay thứ sáu thì rất là đông các bạn. Đến những ngày như là thứ tư hoặc là thứ năm gì đó thì cua nhiều mà lại khách cũng ít. Chính vì vậy là cơ hội mua cua của mọi người sẽ cao hơn. Đây thì hôm nay cũng đến khoảng gần 12 rưỡi rồi nhưng mà còn rất là nhiều cua. Mọi người mà đến những ngày này thì dễ mua cua hơn và không phải giành nhau để mua, không phải xếp hàng quá lâu. Còn có những cái vị khách mà đi ô tô chuẩn bị ghé vào. Vâng, cái cô áo hồng là cái cô đi xe Audi Q7 đến để mua cua. Cô này đến mua là 2 con cua gạch và 2 con cua thịt các bạn.
Vâng, có một người gọi điện đến trực tiếp, gọi video để mua cua. Vâng, người này mua 5 kg. Chị này sau khi được dì ba bán cua thì ra mua hết toàn bộ cua. Đi lấy mấy cái cua cô Thúy? Rồi không, cả nhà có ai gần đây đâu, không còn một mâm cua nữa. Ở nhà có giúp đỡ mình đi. Còn cua gì ba đem về nha. Mình rất là cảm ơn cả nhà, thì đó mình ra để phụ hai tháng mấy nay rồi mà dọn em quá. Em được con à? Rồi được rồi, 51 rồi em. Rồi được rồi, lấy đi hả? Vâng, chị này lấy con nhỏ nhỏ là được rồi em. Đúng rồi, hết 5 kg cua luôn. Lấy hết 5 kg cua. 5 kg cua. Vâng. Cho 5 kg trắng đi ha. Một lần mua 5 kg cua. Lấy lên trực tiếp gọi về để mà đặt mua nha. Để trước 2 triệu rưỡi, tí nữa lấy 2 triệu rưỡi tiếp. Không, cái gì đâu rồi. Em chưa đủ em tiền. Em cảm ơn chị đã hỗ trợ. Hiện tại nói này á, nói trực tiếp rồi á. Dạ. Trực tiếp á. Dạ, em cảm ơn, mà chị không đem đủ tiền, chị để lại cô khoảng 2 triệu rưỡi thôi cả nhà. Rồi, rất là cảm ơn các chị đã ủng hộ chị ba là 50 triệu. Rồi, chị ba đến đây. Chị ba tới đâu kìa. Rồi. Chị ở nhà chị ở quận mấy chị? Quận 8. À quận 6 hả? Dạ. À quận 8 hả? Vậy. Vâng, người phụ nữ giấu mặt đã mua 5 kg cua. Và bây giờ thì chị này đã đến đưa thêm 2 triệu rưỡi nữa để lấy hết cua về. Đây. Chị đội mũ bảo hiểm mà đỏ đen đó các bạn. Không hết rồi thôi, cho cua kia nữa. Chị này là khá là e dè trước ống kính. Lấy rồi, lấy rồi. Rồi bây giờ là không có cua cốm ra thì giao cho chị Việt Kiều này nhờ mua 5 kg cua cốm được đấy chị ba. Đây là một người Việt Kiều các bạn. Hết rồi con có mấy con à? Hết rồi con có mấy con cô Thúy ơi. Ở trong phòng có. Đây chúng tôi sẽ quay cận cảnh chị này để cho các bạn. Đây là chị mua 5 kg cua. Cô hồi nãy cái cô kia thôi bị kêu mua hồi ba hả cô? Cô đó đến nước nào cô? Mỹ. Mỹ à? Cô này đến từ Mỹ các bạn. Đây là một bạn trẻ đến từ Long Xuyên, An Giang. Phải đi 6-7 tiếng đồng hồ mới đến đây. Để mua cua gì ba? Coi lên YouTube thì bạn thấy cái câu chuyện của dì ba sao bạn? Dạ thấy dì ba lớn tuổi mà còn biết mưu sinh, còn em thấy rất là ngưỡng mộ. Em có cái nào em? Dạ em coi đa số nhiều các video, hầu như YouTube em giờ hiện lên cua dì ba không. Rất là dễ thương. Bạn ở An Giang nhưng mà có làm việc hay là học ở Sài Gòn không? Em đang học ạ. À. Ở Sài Gòn nhưng mà em thấy anh về quê rồi. À. Đây đây đây. Anh đến từ đâu anh? Ở Chợ Lớn. Ở Chợ Lớn. À, hôm nay thì anh mua mấy cái con cua ạ? 5 con cua. 5 cua và anh biết dì ba qua đâu ạ? Ở cũng trên mạng đồ đó. À. Thấy cua dì ba ngon nên ra đi mua. Dạ. Sợ đi trễ hết nên ra 9 giờ. À, anh ra từ lúc 9 giờ đến giờ. Anh đợi ở đây là lúc 9 giờ. À bắt số 2. Nhưng mà anh mua được cua rồi, anh đợi dì ba ra để trẻ cua ra luôn đúng không anh? À đúng rồi. Anh dạ. Thấy 5 con cua là con nào? Con nào cũng ngon hết, con nào cũng rất xuất sắc. Dạ, à, rồi. Anh có tính một ngày nào đó hay là ngày mai hay là anh có tới ủng hộ dì ba ủng hộ tiếp nữa. Dạ, rồi cảm ơn anh nhiều ạ. Cảm ơn anh. Dạ. Hai thiệt đó. Lấy chanh muối rồi đây, cho lên chanh muối cho. Lấy chanh muối muối gần hai thiệt. Hôm nay thì mâm cua còn rất là nhiều các bạn. Không bán nhanh như mọi ngày. Phải sẵn vô tí đi dùng tí đó đúng không ạ? Này cua ngon quá. Dạ, cua còn đây nhóc nè, cua gạch còn đây.
lấy gì? Đây là hai con nữa dạ. Hai con vừa vừa đi xuống đây đó. Rồi ngon á, uống gạch. Vâng, anh này thì ăn cua tại chỗ luôn. Anh đến từ đâu anh? Chợ mới An Giang. Chợ mới An Giang. Vâng, từ chợ mới An Giang xuống đây để thử cua dì ba luôn tại chỗ. Tại chỗ ăn phải tại chỗ. Ăn tại chỗ. Sao anh? À, anh em trong nhóm điện thoại từ Bắc vào Nam cũng kêu bữa nay ghé đây ăn cua của dì ba thử như ngon như thế nào để anh em biết ủng hộ tiếp dì ba. Ok. Anh em trong nhóm linh kiện chứ sửa máy điện thoại Việt Nam mình nhớ tiếp dì ba có đi ngang đường quận năm không anh? À. Đường Nguyễn Trãi, hẻm 567 anh em quận năm phường 7 hẻm 567 kiếm 23. Ok. Ừ, anh này sẽ ăn tại chỗ luôn các bạn. Sử luôn à. Em nhân lại ăn lắm. Vâng, con cua gạch này sẽ được bạn này trải nghiệm ngay. Sao anh cảm nhận là ngon? Wow, ăn như này mới đã các bạn. Mua tại chỗ và ăn tại chỗ luôn. Anh là lần đầu tiên ăn cua luôn à? Cua gì ba? Đi trên thành phố này hàng tuần. Tại vì bữa nay tôi lít hôm dài ghé hôm nay ghé đây ăn cua gì ba? Được cái nào? Tại vì anh em coi trên mạng hoài à, đêm nào cũng coi tới 1-2 giờ kia. Rất tuyệt vời. Vâng, kính cua dì ba. Bây giờ là anh được ăn cua dì ba thấy rất là ngon hả? Rất là thơm dì ba. Dì ba bảy mấy tuổi rồi, bằng tuổi bà ngoại đi bán cua. Còn bà ngoại mình thì về hôn sớm rồi. Dì ba bảy mấy tuổi rồi đi bán công nghiệp dì ba lắm. Rất là thơm. Vợ mình kêu đi thành phố phải ghé đây mua cua. Cua tiếp dì ba. Vâng, một nghĩa cử rất là tuyệt vời các bạn. Anh này là từ An Giang lên. Rồi, chúc anh ăn ngon miệng.